Kinh lạy Thánh Gia. Lạy Thánh Gia, xưa Thánh cả Giuse đã dẫn đưa mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho chúng con biết thông cảm và sống theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như lúc buồn, biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau, biết hiểu nghĩa và chung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái. Giêsu, Maria, Giuse, đời chúng con sóng gió ba đào, xin Chúa ban thêm ơn quảng đại tha thứ, để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Giáo hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến. Xin cho chúng con biết phụng vụ trong tình yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. Amen.